Xin chào các bạn, tôi Lương Trainer đây ạ. Hôm nay thì tôi đang ở khu vực Hà Nam để thăm lại một khách hàng cũ, đó là anh Hoan, chủ đầu tư của công trình nhà thép 3 tầng. Thì em chào anh Hoan ạ. Vâng. Dạ vâng. Thì hôm nay bên em có dịp về thăm lại gia đình để xem là công trình nhà mình sau thời gian vào sử dụng thì nó như thế nào. Vâng. Thì vừa rồi thì em cũng nhận được tin là anh cũng vào ở một thời gian và cũng kinh doanh buôn bán rồi. Thì chia sẻ với mọi người thì anh Hoan thì có kinh doanh thiết bị điện nước ở khu vực này. Nếu mà mọi người vừa muốn tham quan công trình nhà khung thép hoặc vừa muốn tham khảo về thiết bị điện nước thì có thể qua công trình anh Hoan nhé. Anh Hoan để giới thiệu lại cái địa chỉ cho mọi người nắm được không ạ? Địa chỉ của mình là xóm 5 thôn Thị Sơn 2, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Vâng. Cửa hàng nhà mình thì là kinh doanh thiết bị điện nước, thiết bị vệ sinh, thì là kết hợp là gia đình ở. Vâng. Thì ở dưới là quy mô của mình là vào 3 tầng, thì là tầng lửng với tầng dưới là kinh doanh, còn toàn bộ trên tầng 2 là sinh hoạt gia đình, với trên tùm là không gian sinh hoạt chung. Vâng, đấy mọi người có thể thấy là chúng tôi đang ở trên cái không gian phòng khách, phòng thờ rất là rộng. Và nếu mọi người quan sát cái phần không gian xung quanh thì chắc không nghĩ rằng đây là một công trình toàn bộ là bằng kết cấu thép mọi người nhé. Thì cách đây vài tháng thì anh Hoan thì có tìm đến chúng tôi và quyết định nhờ bên kiến trúc Kisato thiết kế và thi công phần khung thép cho gia đình anh. Và nếu mà mọi người theo dõi thì cũng đã thấy cái video và hành trình anh Hoan xuống xưởng tham quan. Thì hôm nay thì chúng tôi muốn làm lại cái clip này để chia sẻ cho mọi người sau khi đi vào sử dụng thì như thế nào. Anh Hoan để chia sẻ một chút là so với cái quyết định lúc trước ấy, là thay vì làm bê tông cốt thép và làm nhà thép, thì theo anh đến thời điểm này anh thấy có vẫn sáng suốt không ạ? Sau khi anh đã vào một thời gian rồi. Rồi mình xin gửi lời cảm ơn đến công ty kiến trúc Kisato đã thiết kế cái ngôi nhà thép theo cái nguyện vọng của gia đình với cá nhân mình. Thì đến thời điểm này thì mình đã chuyển gia đình về đây ở được hơn một tháng. Dạ. Kết hợp là cũng chuyển cửa hàng kinh doanh về đây khoảng gần một tháng. Thì mình thấy là cái ưu điểm của cái nhà thép là nó vượt trội so với nhà xây dựng rồi. Còn về cái kết cấu thì khi mà khách hàng họ đến họ mua hàng, họ nhìn trực tiếp là cái kết cấu mà bên công ty kiến trúc Kisato thiết kế ra cái ngôi nhà của mình. Ở dưới tầng lửng mấy tầng một mình kinh doanh. Thì là thực sự là ai cũng là rất là thích cái ngôi nhà thép này. Thế mình cũng rất là tự hào là mình làm được cái ngôi nhà mà ai cũng cũng thích cái kết cấu của bên công ty kiến trúc đã làm cho mình. Trong quá trình mà anh sử dụng ấy, thì anh thấy cái ưu điểm lớn nhất của nó là gì mà nó mang lại cho anh so với cái bê tông cốt thép không có? Cái ưu điểm của cái nhà thép là mình thấy được cái không gian. Không gian nó vượt trội so với cái nhà bê tông cốt thép bình thường. Đấy, mình được cái không gian, ví dụ như là mình bố trí cái tận dụng tối đa được cái diện tích mà mặt bằng đất mình có. Cái thứ hai là mình được cái những cái khoảng vượt nhịp, gọi là nó không có cái cột giữa. Đấy, thì là nó nguyên cái đấy là nó đã vượt trội so với cái nhà truyền thống luôn. Mọi người có thể quan sát dưới không gian tầng 1 và không gian gác lửng thì mọi người có thể thấy là anh để rất là nhiều đồ kinh doanh. Đấy, thế thì thứ nhất là chúng ta bỏ đi được cái cột giữa, tại vì cái vượt nhịp nó khá lớn. Anh có thể chia sẻ lại những kích thước chiều ngang vượt nhịp cho mọi người nắm được không ạ? Chiều ngang đất theo sổ đỏ của mình là 11m10. Đấy, nhưng mà thực tế của mình là hơn 11m một chút. Có cái còn cái chiều dài là 10 chiều dài mà tính mặt sàn là 19m rưỡi. Đấy, mọi người để thấy là vượt hơn 11m và không có cột giữa. Nếu mà giống như các cái kết cấu truyền thống thì phải có một cái cột giữa. Cột giữa thì mọi người biết rồi, rất là bất lợi. Ở đây thì chúng ta lại phải sắp xếp lại cái khu vực giá kệ. Và thứ hai là cái người khách hàng vào hoặc là trong quá trình mà anh Hoan buôn bán ấy, thì nó sẽ thấy bất tiện hơn rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Là thời gian thi công nhanh. Nhưng mọi người biết là anh Hoan thì anh kinh doanh và kết hợp với ở. Thì làm sao mà đưa cái thời gian vào sử dụng càng sớm càng tốt, đúng không anh? Đúng rồi. Đấy, từ lúc mà thi công đấy, lúc mà anh dọn đồ vào thì nó khoảng bao nhiêu lâu anh? Từ lúc bắt đầu là khởi công, làm lễ khởi công đến lúc mà chuyển về nhà mới là mất 3 tháng. 3 tháng, đấy. Mọi người thấy là rất là nhanh ấy. Còn nếu mà công trình truyền thống thì phải 5 đến 6 tháng. Thì toàn bộ cái phần khung thép ấy thì do xưởng chúng tôi thi công. Còn cái phần mà hoàn thiện thì là do gia đình nhà gia đình và tự thi công. Thế thì anh Hoan có thể chia sẻ một chút lại về cái tổng diện tích xây dựng để cho mọi người nắm được và cái giá thành nếu mà tính đến thời điểm này, chưa kể cái phần gọi
và các cái đồ đạc nội thất anh nhé. Rồi. Mọi người tham khảo một chút ạ. Vâng. Cái tổng diện tích xây dựng của mình là một sàn là 209 m² một sàn. Sàn tầng lửng của mình là 98 m². Còn sàn trên tầng 3 là mình đua ra một chút nữa là 215 m². Cộng thêm là cái tum là 27 m². Tổng diện tích nhà mình là 546 m² mà sàn. Đấy. Thì là tổng mức đầu tư nhanh. Tổng mức đầu tư của mình thì nó đến có nên là cái nội thất trong nhà rồi không tính, nhưng mà hoàn thiện để mà cửa giả ở được, sơn trần đầy đủ hết rồi, rồi. Điện nước nó vào hơn 3 tỷ chút, khoảng 3 tỷ 2. Hơn 3 tỷ đấy thì đấy. Mọi người thấy giá nó cũng rất là hợp lý thôi, tính ra khoảng tầm 6 triệu anh nhỉ? Chưa đến 6 triệu đâu. Chưa đến 6 triệu một mét. Đấy, đấy là phần khung thép là anh nhờ chúng tôi thôi, còn đâu toàn bộ là anh tự thi công. Cái phần nhân công xây dựng thì nó giảm quá nhiều. Mà nó rất là nhanh. Làm nó cái ưu điểm nó có là nó rút ngắn được mọi thứ, cái thời gian của mình. Và ví dụ như nếu mà trừ đi cái phần kết cấu thép ra thì nhân công thì đang là bao nhiêu tiền mét anh? Nhân công thì như ở mình đây là đang giá bình quân là 1,3 triệu mét. Vâng. 1,3 triệu mét mà nhân với cái đơn cái diện tích mặt sàn nhà mình là 546 m², thì nó cũng vào sắp chỉ khoảng 800 triệu. Đổ đi, đây là chưa tính phát sinh. Đúng rồi. Đấy, còn nếu như nhà mình làm với tự thi công. Thuê công nhật hàng xóm nó giường làm với công của gia đình đây thì chỉ mất hơn 100 triệu thôi. 100 triệu đấy thì mọi người thấy là rất rẻ nhá. Riêng cái tần công nếu mà làm như vậy thì tiết kiệm được khá nhiều anh nhỉ. Tiết kiệm được 2/3 thì nhân công. Đấy. Thì cái tiền kết cấu bù vào cái tiền kết cấu thì như cái kết cấu của mình thì nó lại vượt trội rồi. Cái độ chịu tải và cái tải trọng của ngôi nhà mình nó gấp nó lâng lên. Đấy, mà cái tự trọng thì nó lại nhẹ đi. Thực ra thì bây giờ là toàn bộ về phần khung này, về phần sàn, sàn là sử dụng sàn đếch là cũng đã đổ bê tông nhá. Bây giờ chỉ có mỗi thuê nhân công là xây tường. Hoàn thiện ốp lát thôi. Đúng rồi. Đó thì như anh Hoan đây thì anh ấy cũng liên quan đến nghề xây dựng một chút nên anh thuê nhân công, thuê công nhật anh nhỉ? Thuê công nhật. Tính theo ngày. Còn nếu không thì mọi người khoán trực tiếp thì nó cũng không phải đáng bao nhiêu tiền cả. Đúng rồi. Đấy, thì đấy là một cái lợi thế vừa nhanh này, vừa tận dụng được không gian này và vừa là hạ được cái giá thành. Đấy thì nếu mà mọi người cứ chỉ tính riêng cái phần khung thép thôi thì có thể mọi người so với cái bê tông cốt thép nó sẽ đắt. Đắt hơn. Nhưng mà theo thời gian ý, là cái lợi là chúng ta khai thác được dòng tiền sớm thì nó lại rẻ. Hoặc là cái phần nhân công giống như anh Hoan chia sẻ thì lại rất là hợp lý. Thì anh có thể chia sẻ giúp cho em là trên cái không gian này thì anh đang bố trí các cái phòng như thế nào để cho mọi người tham khảo. Không gian thì tầng 1 nhà mình trong toàn bộ là kinh doanh. Tầng lửng thì là 98 m² thì mình sẽ có một phòng ngủ vệ sinh khép kín. Còn lại là diện tích để trưng bày hàng mới làm kho. Thế còn trên mặt sàn tầng 2 đây thì mình 209 m² thì mình sẽ bố trí được 4 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Với phòng khách nhà mình thì là tương đối cũng là rộng. Một chiều là 8m7, phủ bì là 5m. Khu phòng bếp nhà mình cũng vào khoảng 37 m². Đấy thì là phòng ngủ nhỏ nhất là trên 16 m². Đấy, nói chung là thiết kế bên công ty kiến trúc thiết kế cho mình phòng nào cũng có cửa sổ, có ánh sáng, có hai cái giếng rời là mình thấy rất là thoải mái. Thiết kế của bên em là thấy hợp lý khi vào sử dụng đúng không anh? Như nhà nhà mình đây, cái phần trên tầng 2 đây mình xây tầng 10 thôi, nhà rất là mát. Dạ. Đấy, không có là so với những cái nhà bình thường kia thì nó cái ưu điểm của nó thoáng. Vâng. Anh cho em hỏi thêm là rất là nhiều người lo ngại là khi mà xây xong ấy, thì ở sàn nó sẽ bị rung, đấy, hoặc là nó sẽ bị ồn. Thì anh giúp cho em cái cảm nhận. Cái độ ồn của nhà khung thép thì cái phần sàn thì nó có nhưng mà không đáng kể. Thực ra thì đây sàn mình vẫn đan sắt, vẫn đổ bê tông bình thường, ở dưới là lớp sàn đếch thì coi như là hai lớp thép rồi. Đúng rồi. Hai lớp thép thì bê tông mình đổ 10 phân bê tông, nó chỉ mỗi cái nhược điểm là cái dầm thép nó không ngậm được vào trong đầm bê tông thì nó nổi xuống phía dưới thì nó nhìn nó hơi cục cục phước thôi. Vâng. Khi như phần trên, tầng trên mình ở, mình đóng trần này hết thì là nó giấu hết đi được. Vâng. Thực ra bán hàng thì em nghĩ là lộ ra cũng được. Vâng. Không vấn đề gì. Sơn đen. Còn nếu mọi người ở thì mọi người có thể làm trần như thế này thì cũng rất là ok. Cái khoảng trần này mình lên tới mặt sàn nó còn khoảng 80 phân nên nó rỗng hết ở trên. Dạ. Rất là thoáng. Toàn bộ nguồn điện, hệ thống điều hòa các thứ là nguồn các thứ mình đi hết trên trần. Vâng. Đấy thì nó được cái không gian tối ưu đấy. Vâng. Thì trước thì anh có chia sẻ là khi mà anh quyết định xây nhà khung thép ấy, thì từ người thân cho đến hàng xóm xung quanh rất là nhiều người chắc là có ý kiến trái chiều anh nhỉ. Họ bảo là tại sao không xây bê tông cốt thép mà lại đi xây nhà thép,
trong khi rõ ràng là mình lại ở nữa. Rồi. Thì đến thời điểm này thì khi mọi người đến tham quan ấy, ở xung quanh đây thì mọi người có thay đổi cái ý kiến đấy không ạ? Sau khi công trình của mình hoàn thành, gia đình đã chuyển toàn bộ về đây ở sinh hoạt và kinh doanh. Thì là cái lượng khách hàng của mình họ cũng làm nhà xây dựng truyền thống, khi họ đến và tham quan trực tiếp cái ngôi nhà của mình thì cái quan điểm của khách hàng thì họ sẽ lại thắc mắc và tại sao là tớ không biết là mình làm cái nhà này thì mình, người ta muốn làm cái kết cấu như kiểu nhà mình khi mà nhìn thực tế cái dầm thép này, cái sàn đếch mình ở phía dưới cái phần nội thiên ra thì người ta rất là hài lòng mà bản thân mình cũng rất là ưng ý. Tại vì em nghĩ rằng cái gì nó cũng phải có thời gian và thực ra là phải có cái trải nghiệm. Đúng. Đúng không? Và khi mình làm một cái nhà như thế này thì em thấy là mọi người đến thì người ta sẽ được trải nghiệm trực tiếp. Vì rất là nhiều người không tin là có thể vượt được hơn 11 mét như vậy. Đúng không anh? Có nghĩa là cái nhà bê tông cốt thép bình thường thì mình vượt nhịp mà hơn 11 mét này thì nó rất là khó. Khi mình làm xong công trình của mình rồi thì người ta đến nhìn thực tế. Thì người ta lại nhiều người lại muốn làm nhà thép giống như mình. Đấy. Thì em hỏi nữa là anh có cái lời khuyên gì cho những cái gia chủ mà cũng vừa kinh doanh vừa kết hợp ở? Vừa rồi cũng có một hai người là cũng làm vừa kinh doanh vừa kết hợp nhà ở giống như mình. Thì người ta cũng gọi điện hỏi thăm. Thì người ta cũng xin số bên công ty kiến trúc để người ta tư vấn giúp cho khách hàng người ta làm được cái ngôi nhà mà theo cái ý nguyện của gia chủ, có nghĩa là được vừa không gian rộng tối ưu rồi thi công nhanh đấy, tiết kiệm. Cái hai là cái thứ ba nữa là cái được cái tải trọng cái nhà kết cấu thép so với nhà bê tông truyền thống thì nó sẽ vượt trội hơn rất nhiều. Ví dụ như mà có trưng bày những cái hàng nặng ấy, thì cũng không phải lo ngại gì, đúng không? Tại vì nếu mà làm cái kết cấu bê tông cốt thép thông thường ấy, mà vượt cái nhịp nó lớn như thế này thì thực sự cái dầm nó rất to. Và em nghĩ cái việc mà chúng ta tốn cái chi phí như thời gian thi công rất là nhiều, nó dài mà lâu, mà bản thân là khi một cái dầm bê tông cốt thép truyền thống thì nó rất là nặng. Đấy, ví dụ một cái dầm hơn 500 như nhà mình, 1 mét bê tông cốt thép thì nó phải hơn 1 tấn. Thế nhà mình đây thì cái dầm thép của mình nó chỉ hơn 1 tấn, nó dài 10 mét, thế vượt nhịp của nhà mình là hơn 11 mét. Đấy là cái ưu điểm của cái nhà thép là nhẹ, tải trọng vượt trội so với cái nhà truyền thống. Cho em hỏi nữa là ở đây thì hai bên là đều có nhà. Đúng rồi. Thì thông thường ấy, nếu mà xây cái theo kiểu nhà truyền thống là em thấy là sẽ rất bị ảnh hưởng. Đấy, đặc biệt về cái phần móng. Bởi vì mình phải là tải trọng nó lớn mà anh, đúng không? Rồi. Thì nó phải ép cọc cũng như là ảnh hưởng đến hàng xóm. Thì anh có cái trải nghiệm nào mà đối với cái giải pháp này nó có vượt trội hơn gì để tránh ảnh hưởng lứt lát hay là gọi là nó va chạm với hàng xóm không? Có cái làm cái nhà khung thép này thì nó sẽ hạn chế được cái ảnh hưởng đến cái công trình nhà kế bên, như nhà hàng xóm là gần như là tối ưu. Tại vì khi mình dựng một cái cột bê tông cốt thép thì mình phải có ván be, có khuôn. Đúng rồi. Đấy, mà phải chống, phải chèn mà thi công mà cái đấy nó giáp danh giữa nhà hàng xóm, là có nghĩa là mình chỉ ghép được 3 mặt của 1 mặt mình không ghép được. Thì nó còn phụ thuộc vào cái công trình nhà hàng xóm nó họ có đảm bảo an toàn hay không. Khi mình dựa vào cả một cái cột to lặng như thế, nó nếu mà nó ảnh hưởng là nó rất là phức tạp. Thì làm cái nhà thép thì nó người ta sẽ bên nhà thép sẽ sản xuất sẵn cái cấu kiện ấy, đến là mình chỉ lắp dựng thôi. Sau khi lắp dựng xong thì mình thi công thì nó toàn bộ là bên phần đất của mình, nó chỉ mình chỉ xây dựng là trong cái phần theo cái phần khuôn phần của cái cột thép thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến hàng xóm. Thời gian thi công rất nhanh. Đấy. Mà cái tải trọng của cái nhà thép với nhà bê tông cốt thép truyền thống nó sẽ khác nhau. Về cái vấn đề thi công móng thì cái nhà kết cấu thì cái móng nó sẽ giảm nhẹ hơn so với nhà bê tông cốt thép truyền thống. Thực ra thì em thấy là nếu mà cái thời gian thi công càng dài, mà đặc biệt là có hàng xóm xung quanh đã xây rồi, đúng rồi, những công trình mà họ yếu thì càng nhiều vấn đề xảy ra, đúng nó không? Phát sinh rất nhiều vấn đề. Đấy. Có nghĩa là mình làm cái nhà thép này là gần như là mình xây xong là không liên quan gì, không liên quan gì, đúng không? Thì phiền hàng xóm một chút lúc ban đầu, lúc lắp dựng thì là
cái trong quá trình lắp dựng thì nó vất vả cái là cái cấu kiện của mình là cấu kiện nặng, gọi là to, phải dùng những máy móc chuyên dùng, thế là cái lúc bắt đầu là lắp dựng thì nó sẽ ảnh hưởng đấy. Sau khi lắp dựng xong thì gần như là không phải nhờ vả hàng xóm gì nữa, nên mình có xây dựng cái phần tường bao thì nó rất là nhẹ nhàng. Đấy. Anh cho em hỏi là anh có nhớ cái hôm mà bọn em lắp ấy thì mất khoảng bao nhiêu lâu không? Nhà mình thì từ lúc bắt đầu lắp, lắp riêng phần khung ấy anh, phần khung đến lúc mà xong đổ, nếu mà lắp phần khung chính thì chính nó ấy mất trục trặc một chút thì mất hơn 3 ngày. Đấy, còn hoàn thiện hết để đổ bê tông thì mất 10 ngày. Là sau cái đấy là mình đổ bê tông xong là nghỉ mấy hôm rồi là mình bắt đầu mình xây dựng. Đấy mọi người nhé, chỉ có khoảng từ 3 đến 10 ngày thôi thì thực sự là cái việc mà chúng ta phát sinh những cái vấn đề nảy sinh với hàng xóm ấy nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều, tối thiểu đấy. Ví dụ bây giờ trong quá trình mà chúng ta làm rất là lâu, có thể là vật liệu văng vỡ sang, có thể là rơi cái viên gạch nó vào mái chẳng hạn, đúng không anh? Đấy, hoặc là rất có thể là trong trường hợp mà thi công kia nó bị nghiêng sang thôi, nó cũng ảnh hưởng rồi. Tại vì mình làm kẹt khe là thường thường là làm hết đất, hết đất thì khi mà làm nhà thép thì là cái độ ngả nghiêng của cái cột thép là mình đã căn chỉnh được ngay từ lúc ban đầu, từ lúc bắt đầu lắp dựng là mình gióng một liền mạch luôn, thì là nó sẽ không ảnh hưởng. Nhưng cái cột bê tông mình phải ghép cột pha từng tầng nên cái độ ngả nghiêng là nó không tránh được. Đây gần như làm nhà thép là không có ảnh hưởng gì đến hàng xóm mấy, hạn chế tối ưu. Thế em rất là cảm ơn anh Hoan đã có những cái chia sẻ rất là thật lòng cho mọi người tham khảo. Thì hy vọng mọi người cũng đã nghe anh Hoan chia sẻ có thể hiểu hơn những cái lợi thế, cái ưu điểm của kết cấu nhà khung thép. Còn nếu mà mọi người gần khu vực này thì có thể trực tiếp đến công trình của anh Hoan để tham khảo. Và hôm nay thì em về bên em có một món quà gia đình. Rất là cảm ơn anh đã tin tưởng sử dụng dịch vụ bên em. Thì rất là mong nếu mà có khách tham quan thì anh kết nối giúp cho bọn em. Có, cái này thì là chắc chắn rồi. Tôi xin cảm ơn công ty. Chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và thành công. Rồi, cảm ơn anh. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.